Hôm trước có anh em hỏi tôi như này, đây là hai cái đoạn thẳng khác nhau nhé. Tuy nhiên thì bạn đi mua cái đường màu đỏ. Đó thì cái màu xanh nó cũng chạy theo. Nguyên nhân là do đâu? Thì đây là trường hợp hai đoạn thẳng này đã được gắn liên kết với nhau. Anh em có thể kiểm tra một cách là anh em bấm vào tab parametric này, anh em bấm vào con trên setting này. Ở đây anh em bật tất cả lên, anh em bấm ok. Đó thì nó sẽ xuất hiện những cái biểu tượng liên kết ràng buộc những cái đối tượng lại với nhau như này. Rồi tôi làm lại cho anh em xem nhé. Xóa đây đi vẽ một đoạn line này. Bây giờ tôi vẽ một đoạn line nữa này. Ba điểm này. Rồi từ mu này, một cái dưới thôi. Đó. Thì cái này nó cũng nhảy theo. Vậy thì tại sao tôi vẽ hai đoạn thẳng à, nó lại liên kết với nhau luôn? Trong trường hợp này tôi đã bật cái chức năng tạo liên kết đây này. Anh em có thể vào đây. Tích vào cái infer con trên này. Bỏ đi thì nó sẽ không có cái này nữa, mà tích vào thì nó sẽ hiện cái này lên. Đó. À, nếu như anh em bật nó sáng lên thì khi vẽ là nó sẽ tạo liên kết luôn còn nếu như tắt đi tắt đi thì vẽ nó sẽ không có liên kết nào cả nó sẽ bình thường còn bây giờ nếu như chót vẽ các liên kết này rồi nếu như chúng ta muốn bỏ cái liên kết đi quay về trường hợp bình thường như này thì anh em làm như nào anh em chọn này sau đó em có lệnh đeo con là nó sẽ phá ra các liên kết